Trang QQ vừa có một bài viết gây xôn xao dư luận với nhan đề: sau khi ly hôn, Dương Mịch có tin đồn hẹn hò với Ngụy Đại Huân, nhưng truyền thông lại đưa tin cô sắp kết hôn với tài tử Tạ Đình Phong. Lại một lần nữa, thông tin này khiến cho CNET đứng ngồi không yên. Trang QQ cho hay, rất nhiều người đã nhận được tin nhắn từ Weibo với nội dung Tạ Đình Phong và Dương Mịch gây bất ngờ khi thông báo kết hôn, đôi bên đã soạn xong văn bản để chia sẻ. Điều đáng nói, khoảng tháng 2 năm nay, trong giới cũng rộ lên thông tin gây sốc trên. Một số blogger chuyển tay nhau tin nhắn với nội dung chỉ một vài tháng nữa thôi, cặp đôi tưởng chừng không liên quan này sẽ tuyên bố kết hôn. Điều này càng khiến cho CNET nửa tin nửa ngờ về độ chính xác của lời đồn. Trước đó, đối mặt với những thông tin được truyền thông và blogger truyền tay nhau, Dương Mịch và Tạ Đình Phong đều đưa ra lời phủ nhận. Thậm chí để làm rõ mối quan hệ với tài tử họ Tạ, mỹ nhân tâm sinh tâm thế đã kiện netizen tung tin đồn cặp đôi có mối quan hệ đáng ngờ. Kết quả, Dương Mịch đã thắng kiện và bảo vệ danh tiếng. Vậy nhưng không vì thế mà tin đồn gây sốc này ngừng lan truyền và khiến CNET hoang mang tột độ. Trang QQ cho rằng, cả Dương Mịch và Tạ Đình Phong nên đứng ra đính chính lại một lần nữa về scandal rầm rộ này. Cuối năm 2018, cặp đôi Dương Mịch Lưu Khải Uy đã khiến cho cả làng giải trí phải chấn động khi bất ngờ tuyên bố ly hôn. Sau khi độc thân trở lại, mỹ nhân tam sinh tam thế đã vướng vô số tin đồn tình cảm với những sao nam nổi tiếng như Tạ Đình Phong, Đặng Luân, Lý Dịch Phong, Ngụy Đại Huân. Trong đó, đàn em Ngụy Đại Huân được cho là tình mới của Dương Mịch sau khi bị netizen soi được nhiều dấu hiệu hẹn hò. Tuy nhiên, có thông tin cho biết giới truyền thông đã chụp được hình ảnh Dương Mịch lộ bụng bầu đến sân bay đưa Tạ Đình Phong về Hồng Kông và nghi ngờ nam tài tử chính là cha của đứa nhỏ trong bụng người đẹp họ Dương. Không chỉ thế, người này còn tiết lộ Tạ Đình Phong, Vương Phi đã chia tay và cặp đôi Phong Mịch sắp chính thức công khai tình yêu. Thông tin này đã khiến cho netizen nửa tin nửa ngờ, bởi lẽ đây không phải lần đầu tiên Dương Mịch và Tạ Đình Phong có tin đồn tình cảm. Không chỉ có những hành động thân mật trước ống kính, Dương Mịch còn từng tiết lộ Tạ Đình Phong là thần tượng và cũng là mẫu đàn ông lý tưởng. Tuy nhiên, có người đã liên hệ với phía Dương Mịch và nhận được câu trả lời rằng nữ diễn viên và Tạ Đình Phong chỉ là bạn bè bình thường, hơn nữa trong tương lai cũng sẽ không hẹn hò vì Dương Mịch sẽ không phá hoại tình cảm của người khác. Tạ Đình Phong và Dương Mịch đều là hai ngôi sao nổi tiếng trong showbiz Hoa ngữ. Nếu để ý kỹ có thể thấy, Tạ Đình Phong cùng Dương Mịch tưởng chừng chẳng có liên quan gì, nhưng thực chất họ lại có nhiều điểm giống nhau. Đó là về đời tư ồn ào. Tạ Đình Phong từng có mối tình tan hợp nhiều lần với thiên hậu Vương Phi vào đầu những năm 2000. Sau khi chia tay, Vương Phi lên xe hoa với Lý Á Bằng. Tạ Đình Phong cũng tuyên bố kết hôn với người đẹp Trương Bá Chi khi cả hai mới chỉ 26 tuổi và đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp. Tuy không kết hôn nhanh như thần tượng, nhưng Dương Mịch cũng từng khiến dư luận bất ngờ về quyết định về chung một nhà với Lưu Khải Uy vào năm 2014 sau 2 năm hẹn hò. Có rất nhiều tin đồn nói rằng Dương Mịch vốn chưa có ý định làm đám cưới với Lưu Khải Uy, nhưng vì khi đó đang mang thai nên buộc nàng Tiểu Hoa Đán phải tiến đến hôn nhân. Một điểm chung khác ở cả Tạ Đình Phong và Dương Mịch chính là họ quá cuồng công việc. Tạ Đình Phong bận rộn công việc và để mặc cho Trương Bá Chi lo cho gia đình cũng như chăm sóc dạy dỗ con cái. Nam tài tử dường như chẳng quá quan tâm đến ngôi nhà nhỏ của mình sau khi kết hôn. Chính vì thế nên về sau, Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi ly hôn, anh bị chỉ trích là một người chồng, người cha vô trách nhiệm vì trong cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm, nam diễn viên chẳng hề đoái hoài gì đến vợ con. Dương Mịch cũng nhận vô số gạch đá vì chẳng mấy khi trở về thăm con gái, cô gần như giao hết việc chăm sóc con cho Lưu Khải Uy cùng gia đình chồng. Nữ diễn viên 34 tuổi đã vội vàng trở lại công việc chỉ 3 tháng sau khi sinh con, rồi từ đó đắm chìm trong những lịch trình dày đặc. Dù có bị chỉ trích nặng nề đến mức nào thì Dương Mịch cũng chỉ về thăm con vài lần trong một năm. Điều này được cho đã khiến mối quan hệ giữa cô và con gái trở nên xa cách và không thân thiết.